Chào mọi người đến kênh MMO của mình nhé. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình AGOP nhận một token CFSL các bạn. Một chương trình AGOP này giới hạn N3000 người các bạn, nên các bạn làm liền các bạn. Mình đã chắc trên chân shader nó mình vẫn còn làm được các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group của nó và add 3 người bạn nữa các bạn. Rồi các bạn join vào các bạn. Rồi các bạn chờ lót chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn join. Các bạn join vào nè. Rồi các bạn nhấp vào kế hoạch trên cùng nữa các bạn. Ơi. Phan các bạn ngắt cho ba người. Các bạn nhấp chú chắc cá nhân của nó nè. Rồi các bạn bấm vào một add member nè các bạn. Các bạn add ba người bạn bất kỳ nha các bạn. 1 2 3 4 5 phan các bạn. Rồi các bạn add vào nha các bạn. Rồi các bạn bấm add rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ hai thì các bạn follow the tweet các bạn. Rồi các bạn nhấp vào nha các bạn. Theo word thì các bạn follow thôi các bạn. Rồi các bạn like và tweet nó lên các bạn, bài đầu tiên các bạn. Rồi các bạn chờ lót chút xíu các bạn. Rồi các bạn tweet lên nè. Các bạn chỉ tweet lên nè. Follow nè. Like tweet. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Phan phan các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại các bạn chơi về cái link form nãy nha tất cả các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ ba thì các bạn điền form các bạn. Đầu tiên thì các bạn điền username chia đỡ tweet của các bạn nha các bạn. A cộng MMO nè. Ngọc Anh. Các bạn vào trang cá nhân của mình tweet của mình nha các bạn. Rồi username Telegram thì các bạn cũng mở trang Telegram của tất cả các bạn ra nha các bạn. Bạn bắt đáp lên nè. Rồi các bạn nhập vào ba chữ gạch này các bạn. Các bạn nhập vào setting các bạn. Các bạn nào chưa cài đặt username Telegram thì cài đặt username tên username Telegram của mình cho nằm chỗ này nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Đợi cho nó username Telegram cho nó các bạn. Thông báo hoài. Rồi các bạn nhập xíu các bạn. Cộng anh 1133 nè. Chờ nhé tôi vào không tôi. A cộng anh 1133 nha các bạn. Bằng địa chỉ các bạn điền địa chỉ email mình nhận tất cả các bạn. Anh Nhân Quỳnh 5990. Rồi các bạn mang địa chỉ chocolate của mình ra các bạn, bạn copy địa chỉ ra đó. Các bạn máy nó không tin nhắn quá nhiều nên nó bị hơi bị đứng máy nha các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ với ETH của mình ra chút có lép các bạn copy địa chỉ ETH cho này nè các bạn. Rồi lép nè các bạn. Rồi các bạn sao chép xong các bạn trở về một cái link web này nè các bạn.
Rồi cái bóng bát từ đây nghe không? Rồi các bạn chạy chút. Bạn dán vào đây nghe các bạn. Rồi các bạn nhấp vào, tôi không phải là người máy nè các bạn. Rồi nhấp vào, tôi chấp nhận điều khoản ngay gấp luôn nha các bạn. Rồi các bạn chờ nó đốt cặp chai chút xíu nha các bạn. Chai xong các bạn nhấp vào register nha các bạn. Rồi, chi giờ chương trình này xin vui lượng, cảm ơn mình đã đăng ký chương trình này góp của nó các bạn. Vậy video của mình đến đây kết thúc các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.